Hello, xin chào tất cả anh em đang xem video của mình. Hôm nay mình sẽ giả bùa quyền bí với lại giả bùa bậc ếch bậc A nè. Hôm nay mình sẽ săn skin coi có ra skin không, coi nhân phẩm mình có ra skin không. Mình từ nào giờ là mình chưa có ra skin cái nào các bạn. Mình đã làm rất nhiều video clip nhưng mà nhân phẩm mình thì nó chả có được cái tí nào. Nên mình sẽ săn hết luôn, săn lùng mà những gì mà còn sót lại. Wow. Được một cái tuyệt sắc nữa ha. Được cũng được, bên đây dẻo bên kia dẻo lại. Cũng quá là tiện lợi rồi, không có gì mất mát là lỡ hết. Giờ mình tới dẻo quyền bí. Quyền bí mình sẽ dẻo một cái 5 lần các bạn. Dẻo từ cái lâu lắm để các bạn coi, các bạn nản nữa. Mình nghĩ cái này nó ra sự kiện là chơi vui thôi chứ không có ra sự kiện nữa bạn ơi. Hứa luôn, mình quay đã rất nhiều rồi. Tỷ lệ là ra sự kiện nó hiếm quá. Bây giờ mình quay mãi mà nó chả có ra. Không biết các bạn quay có ra không chứ. Cái gì chọn trang phục? Thật sự là như vậy đó hả? Giờ mình sẽ chụp màn hình lại các bạn ơi. Wow, quá tuyệt vời rồi, còn giờ chờ gì nữa để mình tiếp coi. Đã rất lâu rồi mình chưa có được cái nhân phẩm mà nó ngon như thế này. Bữa nay ngày 12 hả? Ngày bữa nay ngày 12 các bạn. 12 tháng 12. Đó. Quá là hên đấy. Mình tưởng đâu là nó sự kiện này làm cho vui thôi chứ không ngờ là nó cũng cho mình cái hộp skin đó các bạn ơi. Cũng khá là uy tín. Cái gọi là uy tín. Tưởng là mang ra mất uy tín đi chứ. Các bạn vào vẽ hôm nay đây liền đi các bạn. Khi các bạn xem được video của mình, các bạn vào vẽ liền đi. Bạn xin nhẫn ngay liền. Còn giải bùa bạc A, giải bùa A là để cũng chơi vui thôi bạn, không khi nào mà nó được cái skin hết. Non ơi là non. Ok, với giờ mình sẽ đi quay kho báu các bạn. Mình hứa là cái skin Triệu Giang Quý Công Tử này là nó không có ra luôn các bạn ơi. Mình đã quay hết 100 mấy chục cái lần rồi mà nó chả có ra thiệt. Vàng mình đâu cần vàng nữa, ra vàng chi. Trang phục đó mình không cần mảnh trang phục. Các bạn xem video các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Mình làm nhiều sự kiện cho các bạn xem tham khảo nhé. 49 cái rồi, chắc ăn là mình được một cái skin rồi. 45 79 45. Giờ lấy cái skin nào các bạn? Xứ sở thần tiên hả? Slim. Xứ thể thần tiên hay là chờ lấy cái khác.
Wow, giờ khó lựa chọn quá. Thời gian quy đổi này là 31 tháng 12. Thôi, mình để đó đi. Từ từ mình lấy sau nhé các bạn. Rồi, video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Và đừng quên nhấn like và nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của mình nhé. Bye bye các bạn.